Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phụ Nữ TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá hồ tiêu sáng nay, ngày 13 tháng 7 năm 2024, giá tiêu xuất khẩu tiếp đà tăng tại Indonesia. Trong khi đó, giá tiêu xô trong nước điều chỉnh giảm nhẹ. Ghi nhận kết thúc phiên giao dịch ngày 12 tháng 7, cộng đồng hồ tiêu quốc tế điều chỉnh tăng tiếp với giá tiêu xuất khẩu tại Indonesia. Cụ thể, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia tăng thêm 20 USD trên tấn, với mức tăng là 0,28%, lấy mức giao dịch là 7.211 USD trên tấn, trong khi giá tiêu trắng xuất khẩu tăng 26 USD trên tấn, lấy mức là 9.182 USD trên tấn, tăng 0,28%. Tại Brazil, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn duy trì ổn định ở mức 7.150 USD trên tấn. Trong khi đó, tại Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu đi ngang ở mức 7.500 USD trên tấn và 8.800 USD trên tấn. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500g trên lít và 550g trên lít duy trì ổn định ở mức 6.000 USD trên tấn và 6.600 USD trên tấn, trong khi giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam ở mức là 8.800 USD trên tấn. Cũng theo cập nhật ngày 12 tháng 7, tại thị trường các loại gia vị chính trên sàn Kochi Ấn Độ với hai loại giá tiêu xô và tiêu chọn tại quốc gia này có mức giá là 660 rupee 1 kg và 680 rupee 1 kg. Quy đổi theo tỷ giá chéo của đồng Việt Nam với đồng rupee Ấn Độ, hiện giá tiêu đen tại Ấn Độ đang có mức giá là 200.800 đồng và 206.900 đồng 1 kg. Như vậy, nhìn chung trên thị trường thế giới, hiện giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam đang thấp hơn rất nhiều so với giá tiêu xuất khẩu ở các nước. Thưa quý vị và các bạn, trong báo cáo mới nhất của công ty Nespai dự đoán rằng diện tích hạt tiêu toàn cầu dự kiến tăng từ năm 2025 trở đi, nhưng các loại cây trồng cạnh tranh như cà phê và sầu riêng vẫn mang lại nhiều lợi nhuận cho người nông dân. Còn quá sớm để dự đoán chính xác về vụ mùa năm 2025, nhưng ngay cả khi điều kiện thời tiết vẫn thuận lợi, sẽ không vượt quá sản lượng của năm 2024. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước, sáng nay ngày 13 tháng 7 năm 2024, ghi nhận ở các địa phương trọng điểm, giá tiêu điều chỉnh giảm 1.000 đồng trên 1 kg. Sáng nay giá hồ tiêu trong nước thu mua quanh mức là 156.000 đồng tới 158.000 đồng 1 kg. Ghi nhận ở hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu sáng nay thu mua quanh mức là 157.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, mức giá là 156.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, sáng nay giá hồ tiêu cũng thu mua quanh mức là 156.000 đồng 1 kg. Trong khi tại tỉnh Phú Yên, mức giá là 156.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, sáng nay giá hồ tiêu thu mua quanh mức là 157.000 đồng 1 kg. Mức giá 158.000 đồng 1 kg ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong khi tại tỉnh Bình Phước ghi nhận ở mức là 157.500 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu là 157.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, hiện nay các doanh nghiệp kỳ vọng giá cước vận tải sẽ ổn định trở lại sau tháng 8 tới đây. Với việc Brazil dự báo mất mùa, thị trường hạt tiêu hiện đang phải chờ đến tháng 9 mới sôi động trở lại khi bước vào vụ thu hoạch tiêu tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá hồ tiêu trên kênh Phụ Nữ TV. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.